Đây là bộ phim kể về cách Deadshot dùng tiền dụ Peacemaker xuất ngoại trả thù cho Suicide Squad xong tiện thể cứu luôn Wakanda khỏi tay tư bản. Video này được mang đến cho bạn bởi content lười. Và tôi còn quại, video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment ở phía bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm nhé. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Nhân vật chính của chúng ta là Mason. Từ nhỏ anh đã luôn có khát khao được giúp đỡ những người ở thế yếu, cơ mà anh cũng yếu nên là mỗi lần ra tay thì lại bị tận ngược. Thế là Mason quyết định giúp người theo cách khác, đó là trở thành luật sư, bởi vì thua thì cũng chỉ nhục thôi chứ không bị đau. Nhưng cuộc sống an toàn này khiến anh chẳng hài lòng. Thế là khi mức lương 6 con số chỉ còn cách một năm học luật, Madsen đã làm một việc vô cùng si đa. Đăng ký nhập ngũ và đi theo con đường của Captain America. Bất ngờ thay anh đã vượt qua khóa huấn luyện chuyên môn và được gia nhập vào lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ. Sau bao năm cuối cùng anh cũng đã có thể làm những việc mà anh cảm thấy xứng đáng để làm. Tìm lại được bản thân, tìm cho mình một cô vợ và trên hết anh đã tìm được mục đích sống. Chỉ tiếc là khi tham gia chiến dịch hạ sát Tổng thống Venegas, Lực lượng đặc biệt của anh đã biến thành Suicide Squad Cả tổ đội đã bay tới không phận của đất nước Pandonia mà không hề hay biết là nguy hiểm đang cận kề Trực thăng phát nổ giữa không trung khiến cho Mason mất nửa số bạn bè Chiến dịch thất bại, ngoài sự đau thương Mason còn đem về nhà một vết sẹo sau lưng Tinh thần chính nghĩa trong anh chết dần Mason trở lại cuộc sống bình thường mà anh đã trốn tránh Đồng thời không thể ngưng cảm thấy mình là thằng thất bại Hàng ngày anh chào tạm biệt vợ và đưa con gái đi học Bố dạo này có một cậu bạn cứ làm phiền con Cậu ta cứ đòi hôn và làm mấy thứ khác nữa The fuck? Có 19 tuổi mà con 8 tuổi, tệ còn tệ hơn. Bố dậy này, lần sau cậu ta mà còn làm thế thì hãy đánh vào yết hầu của cậu ta. Mọi chàng trai đều có chúng, giống như dái. Hở à ừ, có thể nói là giống cái đấy. Cứ đánh vào đó là cậu ta sẽ không thở được. Giống như đánh vào dái. Ok, tới trường rồi con gái. Đừng quên đôi giày bít tít và cố đừng nhắm vào penis. Chờ con gái đi học xong thì Mason tới văn phòng luật không chuyên của mình. Để cho rõ này, anh muốn thuê tôi cãi nhau với Viettel sau vài năm vắt kiệt chút sức sống còn lại của mình cho công việc nhàm chán. Hôm nay bất ngờ một người bạn của Mason tới thăm đó là Sebastian, một đồng đội cũ của Matson trong Suicide Squad. Anh bạn hỏi Han về công việc của Matson. tôi tưởng cậu ghét công việc luật sư. Tôi biết, nhưng mà cựu quân nhân Mỹ thì phải làm gì để kiếm tiền mua cặp sách cho con gái đây? Bắn bóng bay hội trợ à? Sebastian sau đó dẫn Matson tới chỗ công ty của anh, bao quanh toàn là xe bọc thép, trực thăng và đạn dược. Đây là CDI, viết tắt của công ty giúp đỡ yếu nhân. Hiểu đơn giản là một doanh nghiệp cho thuê vệ sĩ, Sebastian muốn mời Mason về làm. Chỉ một lần thôi nhưng bị từ chối. Sebastian cho Mason biết vụ này có liên quan tới Venegas, cụ thể là bảo vệ một nhà báo sắp phỏng vấn hắn ta. Thôi tôi không đi đâu. Tôi không muốn dính dáng tới cái kẻ đã khiến cho một nửa số bạn bè của mình phải chết 20.000 đô. Chốt, Mason về văn phòng xem qua thông tin về nhà báo anh sắp phải bảo vệ, Claire Wellington, từng được vinh danh xuất sắc trong lĩnh vực báo chí điều tra, đã phải từ chức sau một lần đăng tin lùa gà, chiều về đón con gái. Mason bị vợ chửi vì đã dạy cho con bé cách đánh vào cổ họng thằng bạn. Bố thằng bé đó thì lại là luật sư. Luật sư thật chứ không phải loại búc mắc luật minh khuê như anh. Vợ Mason không muốn tiếp tục nữa đòi ly hôn. May quá thế thì có cớ để trốn khỏi nhà rồi. Mason bảo với con gái mình sẽ rời khỏi thành phố vài ngày. Đồng thời hứa sẽ mua quả cầu tuyết cho cô bé. Tha hồ mà chơi ara. Biết Mason sắp trở về lối đi xưa, cô vợ ban đầu có định ngăn cản, nhưng nghĩ lại thì đây có thể là cách để anh sửa lại bản thân. Mason nhanh chóng tới đón Claire Bà này vừa thích móc mỉa lại còn nói chuyện khó nghe. Thảo nào về sau Madsen không thèm đụng hạ cánh xuống Pandonia Hai người được đích thân tổng thống Venegas chào đón Trong lúc Madsen bị tịch thu hết đồ nghề Venegas chụp cùng Claire một pô xấu VL để up Instagram Lên xe di chuyển Hóa ra Venegas biết tới Claire thông qua một người bạn đại học của cô Lão cũng biết rất rõ về Madsen người giỏi nhất CDI, cựu thành viên của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ. Điều này khiến Masson bất ngờ phết. Để cho rõ thì Venegas là kẻ độc tài cuối cùng của Tây Bán Cầu. 10 năm qua, Pandonia chẳng nhận được một sự quan tâm nào từ giới truyền thông. Venegas cũng chưa từng nhận lời mời phỏng vấn nào. Tuy nhiên lần này chính Venegas đã mời cle đến để flex về đất nước của lão. Chiếc xe tiến vào một thành phố của Pandonia, nơi đây mọi người đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Có những bé gái giơ ngón phắc vào mặt tổng thống, cho thấy quyền tự do ngôn luận ở đây được đặt lên hàng đầu dạo phố xong venegas muốn chở hai người tới vùng nông thôn để tham quan cơ mà vừa đi đến cây cầu chiếc xe đi đầu bị bắn nổ tung Mason mới ngây người ra một lúc đợi hai thanh niên ghế lái ghế phụ hy sinh anh nhảy lên chỗ vô lăng tông ra đằng trước ủi ra đằng sau rút súng xử lý hết kẻ địch với cái giá phải trả là vết sẹo sau lưng lại càng sưng đau theo venegas thì đây là một cuộc đảo chính chứ không phải là do quân cách mạng gây ra lã muốn tới thủ đô nhưng Mason chả có lý do gì để giúp. Anh ở đây để bảo vệ Clay chứ không phải lão. Mason lấy một khẩu súng to cùng túi đồ của mình rồi dẫn Clay rời đi. Venegas lon ton đi theo. Trong lúc tạm nghỉ chân, Mason dùng điện thoại vệ tinh gọi cho Sebastian báo cáo tình hình. Sebastian bảo anh di chuyển ba cây số về phía đông sẽ có trực thăng tới đón. Venegas đòi mượn điện thoại của Mason. Xin lỗi nhưng đây đích phải là trường quay ai là triệu phú. Nếu có lý do gì để tôi phải giúp anh thì nói ra nghe phát. Mason sau đó bị Clay thuyết phục đành phải ném điện thoại cho Venegas. Lão gọi về cho đứa cháu trai của mình hỏi thăm mấy câu linh tinh. Nhờ đó biết được chính thằng cu đang đứng sau sau cuộc đảo chính tin vui cháu của lão là một thằng ngốc tin buồn thằng cháu yêu quý của lão đang bị ai đó lợi dụng venegas vẫn đòi về thủ đô claire đòi đi theo để đưa tin Mason tất nhiên vẫn từ chối vì không muốn làm người nhẹ xa nhà dẫn claire băng qua rừng thêm một đoạn Mason thấy một chiếc trực thăng cơ mà nó chỉ thả xuống hai binh lính phun vũ trang biết là có gì đó méo ổn Mason kéo claire bỏ chạy trực thăng đuổi theo hai người để xả đạn nhưng là vì có giáp cốt chuyện nên không ai dính tí sát thương nào Mason thậm chí còn vác súng ra bắn hạ được chiếc trực thăng nó rơi xuống chỗ hai người khiến cho Mason quẳng luôn khẩu súng to đi mà chạy. Được một đoạn thì Claire bị lạc mất, cô núp sau một cái cây. Vừa bị tên lính phát hiện thì Mason ra tay, sau một hồi giằng co anh siết cổ hắn đến chết. Tên còn lại xuất hiện, chĩa súng hỏi xem Venegas ở đâu. Venegas bắn thủng người hắn và bảo bố mày ở đây. Đám người vừa rồi là lính đánh thuê dưới quyền của đại tá Kuhos, cựu quân nhân thuộc trung đoàn tác chiến đường không đặc biệt Nam Phi. Hắn khá cay khi cháu của Venegas làm sai kế hoạch. Về phía nhóm Mason, không biết phải đi đâu anh đành đi theo Venegas tới quê của lão. Người dân ở đây vô cùng chào đón vị tổng thống độc tài. Kế hoạch là ba người sẽ nghỉ qua đêm tại đây. Ngày mai con rể trưởng làng sẽ hộ tống ba người vào thị trấn tắm giặt xong. Venegas rủ Claire phỏng vấn. Claire hỏi với những người đã tấn công Venegas. Lão tin rằng kẻ đứng sau những cuộc đảo chính là những công ty tư nhân muốn kiếm lời từ tài nguyên thiên nhiên của Pandonia. Nhưng thưa ngài Venegas, những kẻ muốn giết ông có vẻ rất giống quân nhân chuyên nghiệp. Thôi nào, cô là nhà báo mà. Cô phải biết là với tiền thì họ có thể mua được cả figure Goku làm từ vibranium. Hiện Pandonia đang sở hữu một loại kim loại đất hiếm được sử dụng cho mọi công nghệ mới. Những tập đoàn kể trên đang muốn khai thác nó nhưng bị Venegas từ chối, vậy nên họ muốn giết ông, thay một ai đó dễ kiểm soát lên để lợi dụng. Tôi có thể tự tin rằng Pandonia sẽ trở thành nhà cung cấp số một thế giới về kim loại quý nhất và sự giàu có từ những kim loại đó sẽ được đầu tư để làm giàu cho chính người dân của đất nước này. Wakan à nhầm, Pandonia forever. Tối đó dân làng mở tiệc, Mason và Claire được cấp cho một căn nhà để nghỉ ngơi với trên bàn là đống dưa hấu đạo cụ Clay gạ đụ nhưng mason từ chối vì anh vẫn còn yêu vợ sáng hôm sau Claire lo sợ rằng câu chuyện của mình vẫn chưa đủ những lời của Venegas nhìn từ ngoài thì chỉ như một kẻ độc tài đang cố giải thích về một cuộc nổi dậy quần chúng mason vẫn chỉ quan tâm tới công việc và cố không để Claire chết chỉ đến khi Venegas hỏi lý do anh ở đây thì mason mới để ý không thể nào anh ngẫu nhiên được cử tới để gặp một người đã giết một nửa số đồng đội của anh rồi tình cờ ngày anh đến lại có một cuộc đảo chính nổ ra gọi điện cho Sebastian hóa ra đám quân Nam Phi cũng đã liên lạc tới CDI họ muốn ám sát Venegas tôi tưởng mình là công ty vệ sĩ vệ sĩ chỉ khác lính đánh thuê là có hợp đồng lao động thôi bro Sebastian nghĩ đây là cơ hội để Mason trả thù. Kế hoạch đáng ra sẽ là Mason cùng cô nhà báo tới trang trại của Venegas, nơi một trong những vệ sĩ của Venegas sẽ đưa cho Mason súng để anh lẻn vào phòng ngủ để giết chết lão. Kế hoạch sai sót khi cháu của Venegas tưởng Venegas đã phát hiện ra chuyện đó nên cho người hành động trước. Thế là tạo ra thứ mà Venegas gọi là cuộc đảo chính, giờ Mason vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn này. Một viên đạn vào đầu Venegas là xong. Mason cúp máy, gọi về nhà nói lời yêu thương vợ. Kế hoạch của anh là cùng Clay tới biên giới, rời khỏi đất nước của nợ này và kệ mẹ Venegas. khu cool Host đã tới hắn tra hỏi người dân venegas đang ở đâu venegas không thể để người dân của mình bị hại nên trực tiếp ra mặt mason định mặc kệ nhưng claire nhắc nếu venegas bị giết ở đây toàn bộ dân làng cũng sẽ bị giết để bị đầu mối điều này tôi đã muốn nói từ lần đầu gặp rồi cô đáng ghét ý với... cô biết cưỡi ngựa không tôi có nhầm mẹ nó đầu rồi thưa cô mason cưỡi ngựa ra đón venegas bỏ chạy claire cưỡi ngựa chạy theo sau đám quân nam phi vừa đuổi theo vừa nổ súng và giờ thì đến cả ngựa cũng có giáp cốt chuyện mason và venegas chạy được nhưng claire bị tóm tin là chúng sẽ chưa dám làm hại cô mason và venegas di chuyển Giờ Mason cũng thú nhận mình được ông bạn cử tới đây để giết Venegas, nhưng toàn bộ kế hoạch đó lão đã đều biết hết. Lão còn biết đất nước này không đủ sức để chống lại sự xâm lược của Mỹ. Đúng vậy, Pandonia không bắn hạ chiếc trực thăng chở Mason và đồng đội, chính Mỹ đã làm điều đó. Cốt là để đe dọa và bắt Venegas ký vào một bản hợp đồng khai thác dầu mỏ mới. Lần này cũng không phải ngẫu nhiên mà Venegas mời Clay tới. Lão muốn tiết lộ mọi thứ cho thế giới trước khi mình bị loại bỏ. Đêm đó hai người dừng chân tại một nhà thờ. Mason liên lạc với Sebastian để cho anh ta biết sự thật. Sebastian đã cắt đứt quan hệ với đám Nam Phi. Những vấn đề ở đây là nhằm đảm bảo sự an toàn cho Clay, Mason phải đồng ý giao nộp Venegas để chuộc lại cô. Sau khi kể cho Venegas, lão lại đòi mượn điện thoại để gọi cho thủ lĩnh của quân cách mạng, một cuộc gặp mặt được tổ chức và bất ngờ thay thủ lĩnh quân cách mạng ở đây là bạn thân của Venegas tuổi cấp 2. Hóa ra chính Venegas là người đứng sau cung cấp tiền cho các cuộc nổi dậy. Cứ vài tháng một lần, lão để quân cách mạng đốt vài cái ô tô, đánh sập vài tòa nhà, dàn dựng đám đông biểu tình rồi chấn áp họ. Thế là đường phố lại có không khí festival, vừa giúp người dân xả si chết, vừa dễ quản lý các cuộc bạo động mà lại còn thể hiện được quyền lực. Hiện tại một đất nước không còn có thể bị cai trị bằng cách tước đoạt quyền cá nhân. Venegas rút ra được bài học này sau khi lật đổ tổng thống đời trước là chú của lão tới với địa điểm giao dịch quân nam phi chở clay tới và sau khi nghe Mason ra hiệu theo ngay sau anh là đám đông biểu tình ném những quả molotov cgi họ lao ra khiến quân nam phi không thể nổ súng Mason tranh thủ kéo clay bỏ trốn venegas dẫn hai người vào trong đường hầm bí mật xuyên thẳng tới cung điện chính xác là tới văn phòng tổng thống nơi cháu trai của venegas đang tự sướng để up locket clay lôi điện thoại ra livestream venegas thuyết phục ông cháu quay xe vì người dân pandonia tên tướng phản quốc bước vào rút súng ra bắn cả hai chú cháu sau đó hắn bị venegas cho phát súng nhấc người venegas có vét chống đạn nên không sao nhưng ông cháu thì không may mắn nên phải đi đoàn tụ với các cụ quân đội pandonia sau đó xông vào theo sau là quân nam phi venegas kêu gọi toàn quân kháng chiến Kết quả là biến phòng tổng thống thành cái map đột kích. Venegas vẫn đứng cổ vũ, Claire vẫn cố livestream, Mason đuổi cả hai vào một đường hầm chạy ra ngoài sảnh. Hỗn chiến xảy ra quanh cung điện. Bên địch ném quả nết khiến Mason ngã cầu thang lần một, tiếp cận được khu cool host. Anh kéo hắn cùng ngã cầu thang lần hai, gần chiếm được lợi thế thì ngã cầu thang lần ba, chĩa ra vào cổ Mason. Khu cool host nhận chính hắn là người đã bắn hạ đồng đội của anh. Claire xuất hiện cho hắn một phát và yết hầu, hạ được tên chỉ huy. Mason chạy ra ngoài nhặt khẩu súng trường, xấy dụng một nửa số địch khiến cho thứ gì đó hướng lên mà không phải là nền kinh tế của Pandonia Yeah. mãi rồi CDI cũng tới tiếp viện. Đám lính đánh thuê Nam Phi bị quét sạch. Toàn bộ diễn biến đã được phát trực tiếp thông qua điện thoại của Claire. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Pandonia cuối cùng cũng đã thu hút được sự chú ý của truyền thông. Venegas tổ chức họp báo. Ông từ chức tổng thống và tuyên bố một chính phủ mới sẽ được thành lập dưới sự bầu cử của nhân dân. Đồng thời tuyên bố 5 tỷ USD sẽ được đầu tư vào y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Vợ của Mason thấy anh trên TV vô cùng hạnh phúc khi đón anh trở về. Đồng thời quyết định sẽ không ly hôn nữa. Năng lượng sống của Mason lại tràn đầy. Cơ mà câu hỏi là từ giờ anh sẽ làm gì? Khỏi phải lo vì sau lần trao niềm tin nhận tài lộc bên Nam Mỹ, Venegas đã gửi vào tài khoản của anh 5 triệu đô, mua vài chục con ô tô thì vẫn còn thừa khối tiền cho một kỳ nghỉ gia đình và tôi còn quại. Đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.